Rồi, hello, xin chào các bạn đến với kênh QT Studio của Trung ha. Trung chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Thì bữa nay Trung sẽ tiếp tục giao lưu những cây mai Giảo Thủ Đức. Nói chung là ghép trên 10 năm. Và lô này thì chắc cũng là lô cuối cùng. Trung sẽ giao lưu với giá là 800.000 một cây. Trung bao ship, tại các bạn biết những cái lô mai này thì hồi xưa Trung nhập toàn bộ hết rồi. Thì có 100 cây Trung bán, hôm nay thì cũng sạch thu rồi. Và cũng đã nhập mấy đợt. Thì một vườn mai này đã sạch. Và ở dưới chỗ Trung lại nhập mai hồi xưa đó. Còn chỗ này là Trung nhập ở huyện Phú Giáo mình, là Trung chia là anh em thôi. Còn chỗ mà Trung nhập hồi xưa là ở mà nó bị nước mặn hồi nguyên một năm rồi. Và từ mới bị nước mặn đây nữa nên Trung không có nhập về. Tại các bạn biết rồi, mình bán mai mà vì anh em mình trồng mà không sơ lên, không sống thì mình cũng ngại. Nói chung mình làm ăn về cái gì cái bạn mình lợi ích, nhưng về cái lương tâm mình phải có, chứ không phải bán cái mai cho anh em chơi là xong là mình phủi luôn cho cái trách nhiệm đó là mình chơi. Vậy là chơi không có lâu bền và chơi không dài, anh em mình sẽ không mến. Nên Trung sẽ bán những cái lô mai mà Trung nhập ở huyện Phú Giáo. Trung bảo đảm với anh em là hoàn toàn 100% cây khỏe mạnh, không bị nước mặn. Và tại mai này ở huyện Phú Giáo Trung mà thì anh em nào còn anh em nào biết cái địa chỉ chính xác Trung thì ở phía bên tay, ở ngoài cái trên được cái đường link đó. Nói chung là ở trên cái tiêu đài có cái chữ hàng chữ màu xanh là vườn kiểng Trung Yên các bạn thì bấm vô đó thì Google nó sẽ cho các bạn biết chính xác cái chỗ địa chỉ Dung ở luôn. Anh em mình có thể vô đó và biết địa chỉ Dung ở cái chỗ nào là chính xác chỗ nào. Thì đây là cái cây mai của Trung, thì nói chung cái gốc này là y một cây hai giò thôi, gốc đã xù. Bộ ghép này thì chưa được liền, đã đang kéo rất là đỏ, trên đây nó đã xù luôn. Và cây này thì Trung nói là nó ghép rất là lâu năm rồi, các bạn thấy nè, thì chưa liền cốt. Thì Trung sẽ làm một lô này là có 15 cây. Nói chung có 15 cây thì Trung sẽ giao lưu anh em dưới giá là 800.000 một cây. Thì Trung sẽ bao ship toàn quốc luôn. Mà khi Trung gửi đi thì Trung sẽ không gửi chậu nha. Tại các bạn biết đây. Đó, cái mày mở bỏ vô mà cứ ngắt. Đó, anh em mình muốn thay chậu, anh em mình Tết anh em mình thay chậu, anh em mình đập như Trung vậy đó. Đó, Trung mới bỏ vô 2-3 bữa mà rễ nó ăn rồi. Rễ nó ăn trắng ra rồi. Các bạn đã đập lập lắc y như Trung vậy đó, các bạn thay chậu Tết á. Và các bạn bỏ vô thay chậu thì các bạn sẽ đập y về bạn lấy nè. Đây nè. Bộ rễ nè. Đó thấy không? Bạn thấy rễ chưa? Đó, rễ rất là nhiều rễ nên cây trồng thì rất là khỏe mạnh nên các bạn không cần phải sợ, không cần phải suy nghĩ. Trồng rất là ok. Và mai này thì Trung nhập ở huyện Phú Giáo là nguồn gốc tại của Trung luôn. Và nó là chính thức mai đúng giống mai Giảo Thủ Đức F1. Bông thì cực kỳ bự. Bông cực kỳ bự thì anh em mình chơi Tết thoải mái luôn. Và những cây này thì đã có búp đủ của bông hết rồi thì Trung cũng đã bón một lần lăng DAB là phần bón có hàm lượng lăng cao. Thì DAB thì các bạn không biết cho nhiều dùng thì nói chung là cũng không có bán DAB đâu, nó không có đó, mà Trung nghĩ là chỗ nào cũng có. Thì các bạn có thể ra ngoài mua, nó là bán tôi cái lượng phân nào mà có cái hàm lượng lăng cao á, mình về mình bỏ bón vô, mà bón lần là ít thôi bạn. Thì các bạn bón cho Trung tới tháng 10 là chỉ bằng bón, đó là gọi là bón để nuôi nụ. Nuôi nụ thì nó dưỡng nụ, là cái nụ nó sẽ màu sáng bạn, nó sẽ sáng nha, sáng là nó xanh nụ, nói chung là rất là xanh nụ thì mình ấy thôi. Thì năm nay 13 tháng thì anh em nhà vườn người ta cũng vẫn kích bông rất là trễ, có thậm chí có nhiều cây như bây giờ họ chưa có kích bông đâu. Nhiều cây bây giờ mới bắt đầu kích bông, mới kích cái một lần thôi, các bạn phải bón 2-3 lần phân bón DB thì nó mới nụ nó mới sáng lên và nụ nó mới bự lên đó. Và những cái búp kim ở nách lá đó nó sẽ tròn lại, nó sẽ thành nụ bông đó. Còn anh em mà bón đạm vô thì nó sẽ thành búp lá, nó sẽ thành búp lá ha, búp ngọt, búp đọt. Thì anh em mình nên bón DB, bón cho tới hết tháng 10 cho Trung nha, hết tháng 10 cho Trung là ok. Rồi bây giờ thôi Trung trở cái vấn đề chính đi. Thì Trung sẽ đo cái cây đầu tiên. Cây này thì gốc nó xù nha bạn, bạn thấy nó xù nè, xù cực kỳ ok. Và cây này thì nó có cái hoành thân là 16 bạn, hoành thân 16. Còn bo ghép thì nó nằm cái nhánh như vậy cho nên Trung đo không được ha, thôi mình khỏi đo đi ha. Và cái chiều cao của em nó thì được 79. Và đây là cây đầu tiên của Trung có cái mã số là 56 ha. Đây tại Trung mới rút lên nó hơi hở để Trung bị sót lót Trung mới. Các bạn đơn giản là bạn bỏ nhưng mà nó qua một bên thôi, bạn dùng trồng nhỏ cho nó, bạn lót vòng không được thì mình sẽ bỏ qua một bên, mình ép nó qua một bên nè, và mình trắng như cái cho cứng cái mặt bên này lại cho nó đừng có lắc á. Là mình tưới nước ướt thôi. Những cái mai mà Trung gửi đi tới lẹ thì anh em mình tới bỏ luôn rồi nắng cho Trung, bỏ vô chậu và bỏ giá thải thì Trung cho theo rồi. Anh em mình bỏ vô một lớp giá thải ở dưới, bỏ cái bầu đất vô, bỏ cái bầu rễ này vô. Và anh em mình sẽ tắn một mớ vòng theo Trung là đủ thôi, bảo đảm là dư giá thể. Tại giá thể theo Trung cho theo các bạn là rất là nhiều, cho nên em trồng cái chậu 4 lọc lòng nó phải đi dụng, nó phải dư. Như vậy là mình chơi thôi, đơn giản các bạn, rất là đơn giản. Để Trung coi là thấy hết trên tàn đó, nó cũng đơn giản các bạn. Trồng mại thì anh em mình nói chung là mình phải đam mê, thì cái gì đam mê là mình sẽ học hỏi, và học hỏi thì mình sẽ làm được hết, nói chung không có gì khó. đơn giản. Trung cũng đang chơi lan thì Trung cũng có một giò lan rất là khủng luôn, cực kỳ khủng luôn, khoảng mười mấy 20 thân, dài 1 mét mấy hết, người rất là khủng. Nên trâu chiều này Trung sẽ thay cái chậu cái đó và Trung sẽ làm cái clip trên đây chia sẻ các bạn luôn. Mình cách mình thay cái chậu nó vào nghịch mùa ha. Đúng là thay chậu thì anh em mình nên thay vào tháng 5 tháng 6 thì ok ha. Nhưng điều này đây là tại cái chậu nó đầy quá, đầy rễ quá rồi. Chung sẽ thay luôn, cho cái chậu bự luôn. Thay dưới cái đó không phải là thay mà loại mình bỏ đập cái chậu đó, mình đem y rễ qua hết, mình không cắt rễ hết, chỉ cắt những cái hư thôi đem qua. Và Chung cũng có 120 cái loại thân mít rất dòng thân thủ mít lan mít rít rắc thì anh em biết là cái thân nó ra lường nhìn giống như mình uống vậy. Cho nó anh Hoa Lan TV và anh bên thầy vườn lan Thầy Nguyện á có quay cái giò rít rắc đó rồi đó. Và bên kênh của Trương cũng có quay rồi, nói chung quay cái giò rít rắc đó rồi. Thì giò Chung là cái giò dạng cái giò mẹ, giò bự như khủng, giò khủng luôn. Nói chung một giò khủng, tôi muốn tách ra mà không tách nó ổn thôi, mình để y giò khủng này chơi cho đã. Sang năm tháng 4 nó nở bông chơi cho sướng. Cây này là cây đầu tiên của Chung có mã số là G56 ha, dưới giá là 800.000 một cây. Chung bao ship toàn quốc và gửi đi thì Chung sẽ không gửi chậu. Gửi Chung sẽ cho theo giá thể. Rồi tới cái cây thứ hai. Cây thứ hai thì một cái gốc, nói chung là cái gốc này Chung nhìn nó không giống cái hàng nào hết. Gốc này là gốc lạ quái luôn này, anh em thấy không? Gốc nhìn thấy cây cục đi hồng không giống ai. Và bó ghép thì anh em thấy cây này ghép bự rồi, cái bá này dần dần luôn, nói chung là bự rồi. Thì cây này thì cây 57 ha. 57 thì nó có cái chiều cái hoành là được 14 và cái bo ghép thì 3 bo ghép luôn, không biết cái đo bo nào hết. Thôi khỏi đó luôn. Và cái chiều cao của cây này thì được 80 rồi, chiều cao được 80. Rồi cây này là cây G57 ha. Đây G57 ha. Rồi có số 1 đầu mà Chung sẽ khi mà Chung gửi đi Chung sẽ báo là có số 1 đầu. 1G đúng, chính xác của nó là 1G57. Và đây dàn tàn của nó đây. Cây này thì ok rồi. Nhìn cây này rất nhiều bông. Các bạn trồng mai thì bạn cứ để tự nhiên nó thổi vậy. Thấy nó lá nó sung nó mướt như vậy thì bông nó tất nhiên phải nhiều rồi. Nó đơn giản mà đâu có gì khó. Mình đừng có ép thuốc, cũng đừng có bón phân thuốc quá. Chẳng hạn như bây giờ các bạn thấy cây này có nhiều cái nó chưa có nách bông nè thì mình cứ đừng nóng mà. Mình cứ bón DB, cái bón lần đi. Mình cứ bón từ từ, mình thúc nó từ từ thôi thì nó sẽ ok thôi. Hay hoặc các bạn có thể dùng phân bón cái hàm lượng là chẳng hạn như là 10 30 10 thì mình sẽ bón vô. Hay hoặc là phân bón đầu trâu 701 mình phun lên lá nó cũng ok bạn. Qua Chung hàng cái dàn lan của Chung bên đây mắc hơi đau quá. Cây này là cây 57 ha, G57 ha. Cây G57 với cây G58 là đúng một cặp luôn mà, một cặp giống nhau luôn, gốc cũng giống luôn, thân cũng giống luôn. Nói chung một cặp này họ ghép chắc liền, nó liền cốt hai cây này nữa, cây 57 58 hai cây liền cốt rồi. Họ cứu lít cứu lửa cứu sữa cứu xưa này, liền lông rất lâu rồi. Hai cây thì nó thân nó rất là lạ. Đó nhìn thấy không? Bạn nhìn thân nó lượng y như cái người đang ưỡn ngực xì hai cái tay lên nha. Nói chung nhìn cũng rất là đẹp. Thì nó dáng nó lạ mà, nó lâu mình làm dáng lạ bữa. Chỉ làm hình thú riết rồi cũng xưa quá rồi. Cây này thì hoành được 13. Nói chung là Chung sẽ làm những cái hình thú sao. Và cái chiều cao của cây này thì được 85 à, 85 ha. Rồi cây này là cây 58 ha, 57 58 là chung một cặp ha. Giống nhau luôn, thân hình giống nhau luôn, cách ghép cũng giống nhau luôn, cũng ba tàn ba chi y nhau luôn. Đó ha, bởi vì cái người đang ngồi đưa xìa mặt nổi lên. Nhìn con tay vàng tàn thì mấy cây này vàng tàn rất khủng rồi. Vàng tàn ngang thì các bạn biết là mấy cây này thì nó mạnh nè, cái gốc này là mạnh. Vàng ngang nó tới 70 mấy lần, rất là bự, rất là ok nè. Rồi cây này là cây G58 ha, cũng là giá 800.000 bao ship toàn quốc hết nha. Rồi tới cây G59. G59 đây. Ủa, chết mẹ lộn đây. Rồi tới cây G59 nè. năm 6, năm 7, năm 8, năm này là cây năm chín ha. Năm chín là một con hình thú nằm. Đây, anh em thấy hình thú nằm chưa? Đó, nhìn rất là ok. Cây này thì bỏ ghép chưa liền ha. Còn tí xíu nữa đây. Nè, anh em thấy chưa, ghép chưa liền này. Cho con xem bỏ ghép nữa ha. Chị mày không thấy hả? Điện thoại trong này nó mờ mờ sao? Đây là cây 59 ha. Này, số mũi luôn mới ghê. Rồi chúng sẽ đo thông số cây này luôn. Cây này thì nó có cái hoành nó được 14 năm. Cái bao ghép này cây nào ghép trên 10 năm các bạn, nên bao ghép này gần 8 phân nè. Và cây này thì có chiều cao khủng bố luôn. Chiều cao tới 99 mà, gần 1 mét. Đó. Rồi cây này là cây 59 mà. Chúc Trung sẽ làm cái clip lan ha. Cây này cây 59 nè, thấy hiện tàn chưa? Không biết thấy hết hiện tàn ta. Để coi cao quá. Cao này hiện tàn. Đó, khủng không? Quá cao luôn ha. Rồi cây này là cây 59 ha. Quăng các bạn mua mai thì các bạn quan trọng bạn nhìn những cái chi đây nè. Đây, những cái thái cái ghép lên, những cái chi nè. Chi rất là bự nè, những cái mình nuôi, nói chung là mình, cây mai này mình đang mình chơi là cái mai này mình chơi càng chơi nó sẽ càng có giá trị bạn. Nó càng có giá trị thôi. Tại chúng ta mới biết bự rất là ok mà. Rồi cây này cây 59 bạn. Rồi tới cây 60. Đây. À, cây 60. Đó này mà. Cây 60 là một con hình thú luôn, nhưng mà gốc hơi nhỏ thôi. Nhưng cây này đã liền cốt rất là lâu năm này. Anh em này nhìn gốc này, gốc đẹp đi. Gốc anh em thấy gốc cực kỳ đẹp đỉnh chưa? Thấy chưa? Nó gốc quá trời đỉnh đẹp luôn. Tôi quay chỗ này nó hơi rõ hơn ha. Rồi, đây là gốc con cây 60 ha. Rồi 60 đây. Rồi chúng sẽ đo thông số luôn ha. Cây 60 này thì nó có liền cốt 100% luôn. Và nó có cái hoành thì được 12. Còn cái bo ghép thì được 8,5. Và cây này cũng có chiều cao khủng bố luôn. Chiều cao cây này tới 92 bạn. Rồi cây này là cây 60 ha. Ui. Những cây này Trung giao lưu anh em 800.000 bao ship thì anh em về những Trung bảo đảm những cái cây mai mà bự tàn đẹp cực kỳ như cái lô 15 cây hôm nay thì anh em về Tết anh em chỉ cần bỏ vô trong nhà, giữa nhà thôi, chứ mấy cây này cũng bự lắm mình không bỏ bàn được. Mình bỏ vô giữa nhà là thành một cái tác phẩm nói chung là vàng một gốc nha. Anh em chơi rất là ok. Vì những cây này thì nó rất là sung, rất là khỏe mạnh thì bộ đới rầu rễ rất là chất lượng rồi. Trung bón phân hữu cơ nhiều thì anh em mình sẽ rất là dễ là chăm. Nói chung là Trung cũng khuyên anh em trồng mai mình nên xài phân hữu cơ thôi. Mình chơi ít thì mình không cần phải xài phân vô cơ đâu bạn. Người cái dân nhà vườn chuyên nghiệp của người ta là người ta chỉ trồng phân vô cơ cũng đa số thôi. Người ta chỉ dùng phân hữu cơ để người ta điều khiển cái mai thôi các bạn ha. Phân hữu cơ là mình điều khiển, phân vô cơ là mình điều khiển cái mai. Chẳng hạn mình muốn ra đọt mình sẽ dùng đạm, mình muốn nó già lá mình sẽ dùng lăng. Mà mình muốn dưỡng nụ dưỡng bông thì mình sẽ dùng kali thôi. Còn như nụ sáng, nụ đang sáng ngon lành vừa về thì thôi mình để y nguyên. Có những cái chưa có nụ thì các bạn cứ yên tâm, khi các bạn đặt lá nó sẽ ra nụ, không có gì đơn giản đó. Mình cứ bón là phân tới tháng 10 rồi mà các bạn mới biết cây nào có nụ nhiều cây nụ ít. Tại bây giờ còn tới 1 tháng nữa thì mình sẽ bón được 2 lần phân nữa. Rồi mình bón 2 lần phân mình thúc nó thì nó sẽ ra hết những cái búp mình nụ ra, nó sẽ một cây thành một cái mai cực kỳ nhiều nụ ha. Thì đây là cây G60. Rồi tới cây G61. Đây cây 61 đây. Này thấy cây 61 chưa? Một là một cái con cây này 61 thì có lỗi nha. Để Trung quay cho xem. Cây 61 thì có cái lỗi đây. Cái lỗi đây là một rãnh không đánh lũng mà một cái dấu y như cái dấu mà người ta ấy nè. Chúng xem. Cái này mình anh em thấy không thấy mẹ đó. Nó là y một cái luồng, nằm mình chỉ là nằm ngoài thôi nha. Nằm ngoài, y như cái liễu vậy, cây liễu. Chú Trung có một cây là cũng làm liễu cũng đẹp lắm. Anh em mình thích liễu. Cây này thì xù anh em. Ha. Thì cây này là cây 61 ha. Đây. Rồi cây 61 ha. Cây này thì dàn tàn rất là khủng rồi. Cây lùng khủng cực kỳ đỉnh. Chúng sẽ đo thông số cây này 61 ha. Cây 61 này thì nó có cái hoành thân 13. Và cái chiều cao của em nó thì lùng thôi. Chỉ được có 68 thôi. Nhưng mà đi dàn tàn ngang có thể 7 mấy luôn, 80 á. Để thấy dàn tàn ngang nè. Đó, một cái tàn ngang nè, rất khủng chưa. Anh em nhìn cái cây đó mà nếu thấy dàn tàn nó không khủng là mới là lạ đó. rất là ok. Nên Trung mới nói rằng tàn ngang rất là khủng đây. Tàn ngang rất là khủng ha. Điện thoại Trung bên đây nó sẽ bị siêu bị sao. Tại mình các bạn để ngay chỗ là các bạn quay cái nó trục trặc. Anh em thấy dàn lá, dàn là cành rất là khủng kìa. Đó. Anh em cứ này mình nhìn cái nghĩ mai nó nhiều lá thì nó chỉ nhiều bông thôi. Nói chung là đơn giản lắm. Cây này thì quá ok rồi. Đây, rồi cây này là cây G61 ha. Chung nhắc lại ha, lô này là Trung sẽ giao lưu anh em là giá 800.000 một cây, Trung bao ship toàn bộ và Trung gửi đi là Trung sẽ không gửi chậu. Đó, chỉ bó cái bầu và cho kèm theo giá thể cho anh em mình. Khi về tới anh em mình chỉ bỏ cái giá thể của Trung cho ở dưới trước và bỏ cái bầu đất lên để tắn vòng vòng là ok chơi thôi. Và anh em nên trồng cái chậu 4 lọc lòng là hợp lý nhất. Rồi cây này là cây 61 ha, có cái lỗi nha, mà điều lỗi đó không sao nha, cái lỗi đó nó lâu lắm rồi bạn, nếu như cái lây lỗi đó là đã 10 chục năm rồi, mình không ảnh hưởng đâu. Mà thấy những cây có lỗi là những cây phát triển rất là mạnh. Tôi không hiểu lý do tại sao nữa. Bữa nào lên hỏi ông Google rồi, vì sao cái cây nào mà nó hay có lỗi là những cây nó phát triển cực kỳ đỉnh. Rồi cây này là cây 62 cũng có cái lỗi bự trên đây nha, mà chúng ta sẽ xử lý keo ra đây, cho em xem gốc nè. Cái lỗ trên đây là chúng ta sẽ xử lý keo theo nè, thấy chưa? Hai cái lỗ ha, thường được xử lý bít rồi. Và bộ gốc thì các bạn không cần phải chơi, một con hình thú cực kỳ đỉnh luôn. Đây, này mấy gốc chưa? Gốc quá trời đẹp luôn. Rồi cây này là cây 62 ha. Rồi cây 62. Rồi chúng sẽ đo thông số cây này luôn. Cây 62 này thì nó có cái hoành thân là nó được 14, gần 14 hơn 14 ạ. Và cái bo ghép của nó được 8 phân. Rồi cái chiều cao của em nó thì được 90. Rồi cây này là cây 62 ha. Giá cũng là 800 nha. Đây, anh em thấy dàn tàn chưa? Thôi cho anh em xem dàn tàn. Trung sửa điện thoại là phải coi lại cái điện thoại này để anh em mình hỗ Trung bán mai mà không cho thì thấy dàn tàn hết kỳ cục kỳ hồng quá. Đây. Anh thấy hết dàn tàn chưa? Đó, dàn tàn khủng chưa? Rất là khủng ha. Rồi cây này là cây 62 ha. Đây dàn tàn này. Rồi tôi sẽ bỏ xuống thân cây 63. Đây cây 63. Ui da, nặng quá. Rồi cây 63, một cái gốc cũng rất là khủng các bạn. Đây bạn thấy gốc nè. Bây giờ gốc có rất là khủng chưa? Cây này thì cũng có cái lỗ tí xíu thôi nha. Nè, anh em thấy lỗ chưa? Đó thấy không? Nhưng điều ở đây nó đang kéo rất là đỏ nè. Anh em thấy cái kéo rất là đỏ thì nó sẽ kéo rất là lẹ luôn. Nói chung là không ảnh hưởng gì tới hết thì nó sẽ rất là lẹ và nó sẽ rất là đẹp. Rồi cây này là cây 63 ha. Rồi chúng sẽ đo thông số luôn. Rồi thông số của em nó là được 11 ạ. Và cái chiều cao của em nó thì được 82 ha. Rồi cây này là cây G63 ha. Đây là dàn tàn của em đấy. Đây G63. Rồi tới cây G64 bạn. Đây G64 cây rất là khủng luôn này. Đây cây G64 một em chân dài. Anh em thấy chân dài chưa? Nó đã liền cốt 100% rồi nè, anh em thấy không? Nè. Giờ nó xù luôn, những cây nói chung là những cây mai này nó xù nhiều lắm nên Trung cũng không có nói xù. Đa số là nó xù hết rồi, anh em thấy không? Đa số là xù. Nó xù là có nghĩa là nó như vậy nè. Nè anh em. Giờ mà điều cái này là xù ít á, nó xù ít thôi. Còn có cây nó xù rất là nhiều. Đó, thì đa số nó xù hết rồi nên Trung cũng không nói xù làm gì, trừ khi cây nào xù thật nhiều Trung mới nói xù thôi. Rồi cây này là cây 63, xin lỗi 64, là một em chân cài dài tới nách luôn, chân dài tới nách. Rồi Trung sẽ đo thông số cây này luôn. Rồi, thước cho nhỏ nào mẹ rồi. Đây. Tự nào mở tiền mới đây em nào lại xin cái thước của Trung rồi chứ, cái thước làm ăn của Trung. Cây này hoành được 13 bạn và cái bo ghép thì nó được 8 phần rưỡi. Và những cái lô mai của Trung này là cây nào cũng ghép trên 10 năm hết rồi nha anh em, ghép rất là lâu rồi. Và cái dàn chiều cao của em nó thì được 93 ha. 93 mũi nó quằn Trung, mũi quả cái mũi không ổn rồi. Rồi cây này là cây 64 bạn. Để Trung ấy dàn mũi cắn quá không được. Nó đúng là hết dàn mũi, còn có 4 cây nữa mà dàn mũi nó bụ quâu nó quằn dàn mũi hết bạn. Ồ còn mà nó tắt. Hàng kia nó từ nãy quăng. Các bạn chờ Trung 30 giây nha. Anh em mình cứ ngắm cây này đi. Cứ ngắm đi, chờ Trung xíu tôi đốt cái dòng mũi luôn. Để nó cắn quá, ngứa cắn hồi ngứa chết, sốt chết luôn. Em mũi quy một khoanh cho bá luôn, mình không nó sao nó tắt. Ở đằng sau vườn của Trung là nói chung là một cái chỗ để trồng mai lý tưởng và trồng lan lý tưởng, nên có những cái cao su nó rất là mát, nên nó rất là thoáng và nhìn rất là ok, hợp lý cho lan và mai phát triển, nhưng mà đặc biệt cũng rất hợp lý cho muỗi phát triển. Tại các bạn biết rồi, mùa muỗi thì nó thấy thích như chỗ nào có nước nôi ẩm thì nó ok. Đó, nên cũng rất thích là nhờ dòng mũi, nên Trung lúc nào cũng phải đeo dòng mũi cái bên này, thì các bạn thông cảm giùm đi. Trung thấy nó quằn nhiều quá nên Trung mới đeo. Các bạn mà không đốt dòng mũi lên là các bạn quay một hồi là vô nó một mình một đầy đỏ đi quét luôn. Rồi cây này là cây 64 bạn. Đây, đó, hồi nãy Trung thấy nhiều quá trời. Cây 64. Anh em thấy dàn lá chưa? Sẵn đây có cây này là nó còn những cái lá trái này, Trung nói các bạn luôn. Thì những cái lá trái này á, nói chung là anh em mình đừng có lặt. Anh em mình muốn mà nó khó coi cắt, anh em mình chỉ lấy kéo cắt thì chừa là cái khúc lợn. Tại các anh em biết cái nách trong là nó trước sau thì nó cũng rồ rùng, nhưng anh em mình không có cắt về nó sẽ còn được, nó không có tổn thương trong cái nách lá, nó sẽ tạo được cái bút bông cho đó. Còn trồng mai thì anh em bón phân lăn vô nó cao á, thì nó cháy những cái lá này thì anh em mình đừng có quan trọng quá vấn đề, không sao. Quan trọng là anh em thấy dàn lá dàn cành nó vẫn còn tươi, vẫn còn mát là ok. Những cái trái đó là chuyện nhỏ, anh em đừng có lo, đừng có lắng gì hết á. Anh em mình quan trọng là mình nhìn cái cây mai. Tại các bạn biết giờ tháng 10, tháng 11 á, những cái nhà vườn mà chuyên nghiệp người ta trồng mai đó là người ta thấy cái lá đấy nó cháy cực kỳ, bạn thấy cái gốc không? Mà cái lá nó nhìn cháy hết cái đầu lá là cái đó là chuyện bình thường, các bạn đừng có sợ, đừng có suy nghĩ hết, nó không có vấn đề gì đâu. Đấy, chứ là không có chuyện gì lớn hết, anh em mình cứ yên tâm, không có đừng có lo, đừng lắng gì hết. Rồi đây là cây 64 ha. Rồi tới cây 65 bạn. Đây, cây 65 là một cái cây gốc xù đấy. Gốc xù nhưng điều cây này cũng có lỗi nha. Các bạn biết gì sao có lỗi không? Nè, Trung cho bạn xem nè, có lỗi là gì nói. Đây, ngay chỗ này nó bị có lỗi sơ chỗ này bạn, nó lỗi nè. Thì do cây này có cái lỗi nè ha. Nó chỗ này nói chung là nó khô sơ chỗ này. Nhưng mà điều chỗ này thì mình có thể, anh em nào có nghệ thuật mình sẽ đổ đẽo ra, mình làm lọ liễu. Và bên đây cây thì này thì gốc rất là đỉnh nè. Đây gốc đỉnh nè, xù và xù chải, xù này thì rất có giá trị ha. Em thấy xù chưa? Đó. Nhưng điều nó bị một bên ha, thì Trung bán mai thì Trung muốn cũng cây nào nó bị sao thì Trung sẽ nói anh em vậy đó. Chỉ để nhiều khi anh em về tới thấy cái mai ông Trung ông không có nói cái vụ lỗi đó, về tới mình thấy cái lỗi tức lắm. Trung bỏ cái cây này để nó cạn tới thui đó, cạn cái tôi thui. Rồi cây này là cây 64 ha, 65 ha, cái xin lỗi, cây này cây 65 nha bạn, 65 là cái thước này nữa rồi. Rồi cây 65 này thì có cái hoành thân nó là được 18 mà. Được xù là các bạn thấy xù cực kỳ xù chưa? Và cái bo ghép của nó thì được 7,5 phân. Và cái chiều cao của em nó thì được 16 ha. Rồi cây này là cây 65 ha. Anh em thấy nhà tàn rất là đều chưa? Rất là ok ha. Rồi 65. Rồi tới cây số 6. Đây cây 66 bạn. 66 là một con hành thú, nhưng cây này cũng có lỗi nha. Anh em thấy này, cây này người ta làm liễu nè, nó một nửa luôn. Nhưng điều nó rất khỏe mạnh, cây rất là sung. Anh em thấy chưa? Cây đó thì anh em mình nào thích hợp mình về mình làm liễu được. Nói chung là cái cây hành thú rất là cực kỳ đẹp rồi. Nhiều điều nó bị cái này, dàn cành tàn thì khỏi phải chơi. Nhưng bị cái này rất ổn ha, nó rất ổn này gì mình có thể mình nạo hết ra mình chét keo vô. Chơi keo vô mình làm lại, nói chung là anh em làm liễu á, tại có nhiều anh em mà thích chơi liễu thì chơi những cái này. Cây này nói chung là Trung để lên đây thôi, cây này thì ai mua 500 bán luôn. Chị sẽ láng luôn, chị lỗ vốn cũng chơi nữa. Tại chơi mai này Trung nhập vô là giá 800.000 một cây rồi bạn, chứ không để đó. Thì Trung nhập một lô thì nó phải có cái này cái kia, nên Trung làm luôn. Thì cây này đo hoành thân thì Trung sẽ đo vậy ha. Đo vậy thì nó sẽ được 17, hơn 17 bạn. Và bộ ghép rất bự, và cây này có chiều cao là được 60. Rồi cây này là cây 66 ha. 66 là cây lỗi rất nhiều luôn. Rồi, cây này thì anh em là thích chơi liễu. Gốc thì rất là đẹp này. Đèn tàn cũng rất là được, ok luôn. Nhưng điều nó rất là bị cái này rất là tiếc. Cây này mà đừng có bị cái này là cái rất là có giá trị này. Đó. Rồi cây này là cây 66 bạn. Rồi tới cây 67 luôn. Cây 67. Đây. Đó, một cái thân hình quái. Cây này thì cũng có lỗi nha. Nói chung là lô bên này là lô cuối của Trung mà, lô nào cũng có lỗi hết. Đây, Trung lừa. Đây, anh em thấy cái lỗi này thì không sao, nó nằm ngoài không phải trâu này nằm trong nha. Đó, góc bên đây bị nha. À, anh em thấy chưa? Nói chung cái này là không có ảnh hưởng cái mai nha anh em, cứ yên tâm. Bảo đảm anh em chơi thoải mái luôn, nó sẽ liền lại cho anh em mình. Như cái gốc anh em thấy cái gốc chưa? Gốc cây này thì rất là đẹp rồi. Đó, nên mà giá 800 thì cũng rất là hợp lý rồi, cho nên mình rất là dễ chơi. Rồi cây này là cây 67 ha. Rồi đây. Cái tàn của đây. Đây. Để chúng đo hoành thân luôn. Bên đường thân. Cây này hoành thân được 11 à, hoành thân được 11. Bộ ghép thì bằng tay cái đây. Còn cái chiều cao của em này thì được 91 ha. Rồi cây này là cây 67 nha. Đây. Rồi tới cây 68. 68 là một em xù. Em xù cực kỳ xù luôn. Cây này 68 này nó cực kỳ xù và không có lỗi nha. Đó, gốc này anh em thấy gốc này. Gốc xù nè. Gốc này nói chung là nó đơn giản thôi, nhưng điều nó bộ dưới đây là nó bộ đế dưới đây khủng nha. Bộ đế khủng như này ha, chưa? À, gốc xù ha, cực kỳ xù luôn. Và nó đã không biết kêu nó là bo ghép chỗ nào luôn, tại nó liền lâu rất lâu năm. Cây này thì phải mười mấy chục năm rồi, chứ đừng nó 10 năm. Bạn thấy cái bo ghép này là bự cỡ này so với ngón tay chung thì nó đâu xi nhơi ha. Đó, bự ghê chưa? Thấy chưa? Bo ghép tràn dàn luôn. Và dàn tà của nó rất là khủng ha. Đó, rất là khủng luôn. Thì giá 800 thì cũng quá hợp lý luôn. Rồi cây này là cây 68 ha. Phải không ta? Rồi 68. Rồi anh em thấy không? Hiện tại chưa? Rất là hợp lý luôn. Rồi chúng sẽ đo thông số luôn. Rồi công cây này thì cái hoành thân của em nó là được cây này hoàn toàn không có lỗi nha. Hoành thân của em nó thì được 15. Còn bo ghép thì chà bá luôn, trong ba bo ghép nó cái bo này bằng ngón chân cái chung, bo này bằng ngón tay cái chung và bo này bằng ba ngón tay cái chung. Cái rồi đo cái bo bự nhất đi. Cái bo bự nhất là nó được 9 phân mà, mày không biết rồi, 9 phân là chà bá rồi. Rất là bự. Và cây này thì có cái chiều cao nó khoảng 84. Rồi đây là cây 68 ha. Cây 68 à. Đây dàn tàn này, em thấy dàn tàn chưa? Đó, cây này mình để chơi là khỏi cần phải làm gì hết. Nói chung là gốc nó đơn giản thôi, nhưng mà đều bộ dưới nó bộ đế cực kỳ và nó xù. Và đặc biệt là nói những cái cành ghép nó là toàn là những cái cành khủng. Và thân nó thì uốn lượn, thân nó thì lượn từ trên tới dưới, từ dưới lên trên. Và cái tàn nó ra là rất là tròn, nói chung là rất hợp lý. Cây này đóng thùng thì tiền ship nó mua gần bằng tiền cây. Rồi tôi cũng sẽ quay tới cây 69 ha. Rồi tới cây 169 đây. 69 là một con hình thú luôn. Đây. 69 mà theo 169 ha. Chơi chung dễ là bôi này lồng số. Rồi cây 1G69 là một cây hình thú là 1G69. Rồi 1G69 các bạn. Đây, một em thú. Cây này thì nó có cái lỗi đây nha. Anh em chung cho mình xem lỗi này. Đây. Nó lỗi đây xíu nè, chỗ này có lỗi xíu này. Này thì anh em chế keo thì nó gần liền nè, nói chung họ không ảnh hưởng tới cây hết. Rất là ok. Đây dàn gốc thì rất là đẹp này. Dàn chi tàn thì cũng ok. Đây, chi tàn. Thấy chưa? Đó, rất là đẹp. Rồi chung sẽ đo thông số cây này luôn. Cây này là cây 69 nha bạn. Anh em mình chung làm thứ tự từ cây đó thì anh em mình cứ mình nhớ mã số thì nói chung là anh em mình có thể chọn mã số là chính xác nhất. Cây này là cây hoành được 13 bạn. Hoành được 13. Và cái chiều cao của em nó thì được 79 ha. Rồi đây là cây hoành 13. Rồi. Đây là cây 69 ha. Rồi tới cây 70 là cây cuối cùng. Rồi cây 70 là cây cuối cùng các bạn. Đây, 1G70 ha. Một cây 1G70. 1G70. Rồi. Đúng ta. Xin lỗi nha, chết mẹ lộn. Cây hồi rồi là cây 79 mà, cây hai cuối cùng quên, xin lỗi nha, 79 1G80 chứ quên. Chung lộn bị liệu. Cây này cây 80 à, 1G80 là cây cuối cùng chứ quên. Để làm riết làm riết rối đầu đó thôi. Rồi cây nãy là cây mới rồi, giờ là 1G79 ha. Cây này là 80 mà Trung lộn số 69. Trước Trung sẽ sửa lại số 7779. Rồi cây này cây cuối cùng là cây 80. Thì các bạn cứ tính đây, cây đầu tiên của Trung là 1G60 1G56 ha, 56 tới 80 là đúng rồi. 56 tới 80 là đúng 100 cây nè, đúng 15 cây nè. Cây này có cái hoành 12 bạn và cái bộ ghép bằng tay cái Chung. Và cái dàn chiều cao của em nó thì được 66. Rồi cây này là cây 1G80 ha, là cây cuối cùng ha. Đây, 1G80 đây. Này ok, rất là đẹp cực kỳ luôn. Đây 1G80. Rồi, Trung sẽ kết thúc clip đây. Trời, Trung cảm ơn anh em đã theo dõi clip của Trung. Xin chúc anh em thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui. Thì Trung sẽ quay lại sơ lại cho anh em xem. Đây là cây 56 ha. Giàn tà 56 nè. Cây này giàn tà 57 ha. Cây này là 58 ha. Cây này là cây 59 ha. Cây này cây 60 nè. Ha. Rồi cây này là cây 61 nè, 61 giàn tà khủng nè. Chúng nó giàn tà khủng á. 61 nè. Rồi cây này cây 62 nè. Rồi tới cây này là cây 63 nè. 63 ha. Rồi tới cây 64 ha. 64 nào ta? Đây 64 này. 64 bộ ngoài thì kiếm, đây 64 này. Đây thấy tàn chưa? Rồi tới cây 65 nè. Rồi tới cây 66 nè. 66 bị lỗi nha. Đó, 66 này phải đẹp còn bị lỗi uống ha. Cây 67 nè. Tới cây 68 nè. Tới cây 69 ha. Rồi. Cây cuối cùng là cây 70. 70 và 80. Ủa, đúng rồi ta. Đúng rồi, cây cuối cùng là cây 70 bạn. Lòng xong rồi. Rồi, Trung cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của Trung ha. Xin chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe và thật là luôn vui ha. Trung xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sau ha.